Xin kính chào quý vị khán giả bốn phương trong nước và quốc tế buổi sáng. Chào mừng quý vị đã đến với kênh của Vùng Trời Bình Yên, Người Nông Dân Vui Vẻ, hay là Thầy Thông Tử Vi. Kính chúc cô về của Hiếu Duyên ngày mới tràn đầy niềm vui và thật nhiều tiếng cười. Và hôm nay đã là thứ ba rồi, chúng ta đang bước vào ngày 13 của tháng 9 âm lịch. Hôm nay đã là ngày Nhâm Tý, tháng Giáp Tuất năm Giáp Thìn 2024, một năm lửa đèn dầu, cái ngọn đèn dầu hết sức là ấm áp, tuy nhiên nó đã bị vỡ loang, cho nên bây giờ thì trở thành một cái ngọn lửa cháy hết sức là rực cháy, và đặc biệt là đúng vào cái trung tâm của cái mỏ dầu của thế giới, đó chính là khu vực Trung Đông. Và kính thưa quý vị, tình hình thế giới thì hết sức là phức tạp. Đây là cái địa chính trị thế giới trong năm 2024, năm mà con rồng ai cũng muốn phải bay lên trời, tức là ai cũng muốn mình ở một cái vị thế, một cái địa thế cao, và không chấp nhận ở một cái vị trí thấp, tức là cái sự sinh sản cạnh tranh nhau đến giây phút cuối cùng mà không có sự nhường nhịn, các cái giải pháp về đối thoại, về đàm phán, về ngoại giao, đi vào cái ngõ cụt, và thay vào đó là cả cái biện pháp cứng rắn về quân sự và sức mạnh. Kính thưa quý vị, chúng ta lại trở về với ngôn ngữ Việt Nam. Tục ngữ Việt Nam có câu phong ba bảo táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta hết sức là tuyệt vời, và điều đó để nói với chúng ta rằng cái văn hóa Việt Nam của chúng ta hơn 5.200 năm, tức là một nền văn hóa hết sức là đậm đà bản sắc dân tộc, trong khi chúng ta chỉ có 54 dân tộc ông em, còn đất nước Trung Hoa họ có 56 dân tộc ông em, nhưng mà nền văn hóa lịch sử văn minh của họ chỉ 5.000 năm mà thôi, tức là nền văn minh Việt Nam của chúng ta có trước Trung Quốc. Chính vì cái nền văn minh của chúng ta có trước, cho nên cái văn hóa Việt Nam của chúng ta cũng hết sức là đặc biệt. Và chúng ta đi từ mọi miền của đất nước thì chúng ta thấy được cái sự đa dạng và phong phú về ngôn ngữ tiếng Việt của Việt Nam của chúng ta. Xin kính chào quý vị và các bạn buổi sáng. Kính chúc quý vị ngày mới thật nhiều tiếng cười và thật nhiều niềm vui. Hôm nay đã là thứ ba rồi, và chúng ta đang bước vào tháng 10, kỷ niệm ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta hãy chúc cho những chị em phụ nữ của chúng ta với 8 chữ vàng: ân hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang. Và kính chúc cho tất cả các mẹ luôn luôn chăm chỉ, cố gắng làm những cái công việc mà các mẹ yêu thích. Kính thưa quý vị, đi khắp một vòng Việt Nam của chúng ta thì quý vị thưởng thức rất nhiều cái ngôn ngữ đặc trưng. Mỗi vùng miền thì có một cái ngôn ngữ đặc trưng mang cái bản sắc văn hóa kế tinh của cái vùng miền đó. Và trong mỗi vùng miền thì có cái nền văn hóa cốt lõi và cái nền văn hóa ven. Thì qua cái tiếng nói thì quý vị cũng biết được người nông dân quê ở đâu. Má tới biển đào chứ mà không có gì cả, biển chứ toàn là tổng không à, đi cả tăng về mắng có một đồng xu đồng bạc nào cả, giờ về chắc phải mái mượn mà làm ăn, chắc không còn đi biển nữa, đi làm nghề khác thôi. Biển rào chứ mà bữa ní nước trắng nữa thì không có một con cá cũng mất chứ cả, đi cả trắng mà về có được mấy trăm ký à, lỗ tồn rồi. Rồi thì về đi, về làm việc khác. Em đã nói với anh rồi, cái chuyện tình cảm của đôi chúng mình ấy, thì mình cứ từ từ rồi mình giải quyết. Anh không cần phải bận tâm về quá khứ của em, về gia cảnh hay là cái hoàn cảnh của em mà làm gì. Chúng ta đến với nhau bằng một cái tấm chân tình hết sức là đơn giản, thì anh phải tôn trọng những cái quyết định của em được không? Xin hân hoan. Và sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị đến với Las Vegas. Chúng ta sẽ
gặp gỡ MC ông Nguyễn Ngọc Ngạn nay đại gia. Kính thưa quý vị, chúng tôi lại muốn kể một câu chuyện cười cho quý vị nghe. Thì cái câu chuyện này nó như thế này. Kính thưa quý vị, ngày xưa thì hai người yêu nhau, và trong cái hoàn cảnh của cuộc chiến tranh thì người chồng đi ra là tiền tuyến. Và một hôm thì có biên một cái dòng thư gửi về cho bà vợ, và cô gái thì đọc. Luôn tiện thì bà mẹ đang chuẩn bị nằm ngủ, ngồi một bên thì đang nghe. Anh gửi cho em 1000 bông hoa nồng thắm. Thì bà mẹ bà bảo: nó gửi cho mày 1000 thì mày phải chia cho tao 500. Vâng, kính thưa quý vị, thực ra thì nói về cái tiếng địa phương của quý vị thì quý vị biết rồi, mỗi người sẽ có một cái khả năng về diễn đạt ngôn ngữ. Tuy nhiên, một người có một cái khả năng về nhái, về ấp, về tất cả các cái điều. Và cái này người ta gọi là cái năng khiếu bắt chước của tất cả mỗi người nó khác nhau. Và mình vẫn giữ được cái tiếng quê của mình, tức là tiếng gốc. Khi mình ra đi thì mình sống ở cái vùng quê đó, cho nên bây giờ mình có về thì mình phải nói đúng cái tiếng quê. Ví dụ: mà mình đi khỏe không? Tại nhà làm việc gì đó? Hôm nay con đi làm ròn không? Có à? Làm chỗ mình đó bên máu à? Ừ, đấy. Thì vì cuộc sống bôn ba đây đó 20 năm rồi, cho nên là bây giờ tiếng Bắc, tiếng Trung và tiếng Nam thì đều có thể nói cả. Tiếng Tàu, tiếng Nhật cũng nói luôn. Nghe hào? Nghe hào mà. Xí xế hàng hào. Ni dài chiên. Lưu tiền. Lưu tiền. Ồ. Konnichiwa. Nan sai desu ka? Jap sai de. Hai. Vietnam kara kimashita. Hai. Vietnam ji? Hai. Jiko sukai? Hai. Watashi wa lê ba thăm sang đệ san chư dục sai đệ hay watashi no shimi wa shiji to saka to onyat đệ hay watashi wa kekkon nai đệ hay nihongo menkyou shimasu hay nihongo ok. Kính thưa quý vị, đôi khi thì chúng ta sẽ nhái được rất nhiều giọng khác nhau để chúng ta thích ứng được với các cái vùng miền khi chúng ta đến. Khi chúng ta đi ra ngoài Bắc thì chúng ta sẽ nói tiếng Bắc. Em chào cô. Chào cô, cho em một ly xà đá. Cô cho em một bát phở bò. Bát phở bò thật là nhiều hành cô nha. Khi vào Nam, đặc biệt là vào vùng Quảng Nam đồ rộng á, thì vào vùng Quảng Nam thì phải nói tiếng Quảng Nam. Món trôi có sẽ đọp. Có món có sẽ đọp. Món có sẽ đọp đi. Món có sẽ đọp đi, đi chỗ đó. Thì nó rất là thú vị, kính thưa quý vị. Và đặc biệt là nói về tiếng Huế nữa, thì gốc Huế thì nói tiếng Huế rất là tuyệt vời. Và kính thưa quý vị, nói tiếng Huế thì đấy là cái đặc sản rồi. Mẹ có biến thư vào và gửi cho ông hai một cái món quà nhỏ. Ấn có thể qua văn phòng của em để nhận lấy. Thế tình hình mẹ ở nhà có khỏe không chú? Dạ thưa ông hai, mà dạo này cũng hiểu dần đi rồi. Do thời tiết thay đổi cho nên má cũng hay đau. Má biến thư vào nói với ấn hai dặn dò rằng ấn hai cố gắng giữ gìn sức khỏe, công việc cố gắng thu xếp cho nó tốt. Được rồi, ấn hai biết rồi, chủ đưa qua má gửi qua đây cho anh rồi trở về với công việc của mình. Dạ vâng thưa ấn hai.
Kính thưa quý vị, buổi sáng cùng người nông dân xin được kết thúc tại đây. Đây là những cái giọng để tất cả quý vị biết, để sau này quý vị thấy tại sao mà cái ông thầy Thông, ông nhá giọng này giọng kia. Thì kính thưa quý vị, một vòng Việt Nam thì chúng đã đi hết rồi. Và khi đi hết một vòng Việt Nam thì chúng ta biết rằng là chúng ta đi từ Lũng Cú, Hà Giang này, qua Cao Bằng, Bắc Cạn, rồi tới Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên Phủ, rồi trở về đó có Chiêm Hóa, Chiêm Hóa thì Tuyên Quang, nhưng mà Định Hóa thì Thái Nguyên, rồi tới đó thì chúng ta có Sơn La, Hòa Bình, trở về Hà Nội, mép ở Đông Bắc thì chúng ta đi từ Quảng Ninh xuống Hải Phòng, rồi về Hà Nội thì có Bắc Giang, Hải Dương, Phú Thọ, qua Lâm Thao, Việt Trì, Phú Thọ. Rồi chúng ta lại trở về dưới này với Hà Nam Ninh, tức là Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Bắc Ninh, Bắc Giang. Và sau đó thì chúng ta lại đi vào trong này, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Rồi chúng ta lại tiếp đến Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, về Đồng Nai, Bình Dương, rồi thành phố Hồ Chí Minh, xuống đó thì lại Vũng Tàu. Rồi chúng ta đi từ Khánh Hòa thì chúng ta có thể đi lên Con Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đà Lạt, rồi về dưới này thì về Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, ghé Bình Phước, rồi chúng ta qua Long An, Tây Ninh và trở về với các tỉnh miền Tây, nào là Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, về với tứ giác là Long Xuyên, Sóc Trăng, và một số tỉnh khác nữa, để chúng ta kết thúc 64 tỉnh thành của đất nước Việt Nam hình chữ S của chúng ta, với tổng diện tích của chúng ta là 330.991 km2, với rất nhiều ở những cái vùng chúng ta biết rồi: Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Đồng Bằng Bắc Bộ, rồi Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, và chúng ta còn có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam của chúng ta, để chúng ta khép lại đất nước của chúng ta chỉ một vòng Việt Nam, chỉ trong vòng những cái giây phút thì chúng ta có thể biết được đất nước của chúng ta, và chúng ta mở rộng bàn tay ra để xoay quả địa cầu, để nhìn về thế giới của chúng ta với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, để chúng ta hiểu hơn về nền văn hóa của Việt Nam và nền văn hóa của thế giới trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Cảm ơn quý vị đã đến với kênh của Thầy Thông Tử Vi, vùng trời bình yên, và kính chúc quý vị ngày mới thật nhiều bình an và hạnh phúc rồi.